Đầu tiên em xin phép được gửi lời chào tới ban giám khảo. Em là Hải tới từ tổ chức Hear Us Now. Thì hôm nay tới đây để bắt đầu với bài thuyết trình của mình thì em xin phép được đặt một câu hỏi cho ban giám khảo rằng là nếu theo như thống kê thì cứ 1.000 trẻ em sinh ra thì sẽ có 5 bạn là trẻ khiếm thính. Vậy thì tại sao chúng ta lại rất hiếm khi thấy một em khiếm thính trong những ngôi trường mà con cái của chúng ta đang theo học? Theo như số liệu của Tổng cục Thống kê về UNICEF năm 2019 thì chỉ có 2% trường tiểu học và trung học cơ sở có thiết kế phù hợp với học sinh khuyết tật và khoảng 1/7 số trường có cách ứng xử với những em khuyết tật này. Thêm vào đó, các em nhỏ khiếm thính hiện nay đang thiếu đi cơ sở vật chất để có thể đi học cấp 3 và gần như có rất ít các em có điều kiện để vào được các ngôi trường tư. Đó là việc các em tiếp tục được việc với bậc cao học và đại học là gần như không thể ở Việt Nam, và điều đó cũng đồng nghĩa việc các em chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là đi học nghề. Vậy thì thấy được sự bất công này thì vào năm 2014, Hear Us Now, một dự án phi lợi nhuận thuộc chương trình CSR Học Việt Gap kết hợp cùng với các tổ chức giáo dục, tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp hướng đến cộng đồng nhằm xóa đi sự bất bình đẳng trong giáo dục đối với các em nhỏ khiếm thính cũng như nâng cao nhận biết của mọi người về cộng đồng khiếm thính. Và trong suốt 7 năm hoạt động vừa qua, Hear Us Now vẫn đang từng bước hoàn thành sứ mệnh này, chủ yếu qua hai hoạt động chính, đó là giảng dạy tiếng Anh và giảng dạy tin học cho các em khiếm thính với mong muốn trang bị cho các em hành trang cho nghề nghiệp tương lai. Và để mọi người hiểu rõ hơn về tổ chức của tụi em thì em xin phép được kể cho mọi người nghe về một câu chuyện một bạn nhỏ tên Khang trong cộng đồng khiếm thính của bọn em. Thì Khang là một bạn nhỏ rất là chăm học và nhiệt huyết. Mặc dù câm điếc từ bé nhưng mà em vẫn luôn vui vẻ và hòa đồng với các bạn. Vì vậy nên Khang chính là lớp trưởng và là nguồn động viên tinh thần cho cả lớp. Khang có một ước mơ nhỏ, đó là được trở thành một họa sĩ trong tương lai. Nhưng mà tuy nhiên, tại cái thời điểm đó thì Hear Us Now đã không có đủ nguồn lực để hỗ trợ cho Khang. Do vậy sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì bố mẹ Khang đã khuyên em nên dừng việc học tập lại và thay vào đó kiếm một công việc tay chân, mà tại vì là không có một ngôi trường cấp 3 nào tại Việt Nam có nhận học sinh khiếm thính vào lúc đó. Cuối cùng thì Khang đã phải chấp nhận đi làm một công việc bốc vác ở xưởng vẽ và để tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong mình. Nhưng tuy nhiên bây giờ thì Hear Us Now tin rằng mình đã có thể giúp đỡ được những bạn nhỏ như Khang. Năm nay, Hu ngoài việc tiếp tục việc giảng dạy Anh văn và tin học cho các em câm điếc ở cấp 2 thì đã lần đầu tiên thành công trong việc đưa các em khiếm thính tới với nền giáo dục trung học phổ thông khi phối hợp với trường cấp 3 Thủ Khoa Huân. Và để đảm bảo được việc chất lượng của việc học tại ngôi trường cấp 3 này thì bọn em có thêm một hoạt động thứ hai, đó là chuỗi hoạt động Train the Trainer. Thì chuỗi hoạt động training này không chỉ về kỹ năng sư phạm mà còn là kỹ năng tâm lý chuyên biệt để giúp các bạn cộng tác viên và tình nguyện viên có thể dễ dàng làm việc với các đối tượng dễ bị tổn thương. Thì mong rằng với những hoạt động này thì Hear Us Now sẽ giúp chuẩn bị tốt hơn cho các bạn cho năm học mới với nhiều sự thay đổi. Vậy thì tại sao bọn em tin rằng Hear Us Now có thể thành công cho những chuỗi hoạt động này? Thì với những kết quả đã hoạt động hoặc những kết quả đạt được ở những năm phía trước, cộng thêm với những phương pháp và hoạt động giảng dạy chuyên nghiệp, và Hear Us Now tin rằng mình sẽ có thể thành công với những triển vọng phát triển trong năm nay. Ngoài ra, thì Hear Us Now cũng tổ chức những hoạt động ngoại khóa cho các em nhỏ khiếm thính như biết bao bạn trẻ đồng trang lứa khác để trang bị cho các em kỹ năng cũng như kiến thức thực tiễn trong cuộc sống, ví dụ như là kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục, hoạt động hướng nghiệp để giúp các em biết thêm về mỹ thuật với xưởng vẽ Queen Art hay là việc làm đèn lồng trung thu. Vậy thì Hear Us Now mong rằng mình sẽ nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người để Hear Us Now sẽ sớm hoàn thành được ước nguyện của tổ chức. Em xin hết với phần trình bày của mình. Là cảm ơn Hải. Bây giờ thì em xin mời các anh chị ở trong ban giám khảo đặt câu hỏi ạ. Em có nhìn thấy chị Liên ạ. Em mời chị Liên ạ. Chị cảm ơn em. Một dự án rất là có ý nghĩa và chị em trình bày rất là tốt. Chị vì sao chị quan tâm? Vì nó cũng một phần liên quan đến nhóm đối tượng mà tổ chức Chai Fan cũng rất là quan tâm về nhóm đối tượng yếu thế và nhóm đối tượng có thanh niên và người khuyết tật. Chị muốn hỏi em có thể chia sẻ qua một chút thôi là về những cái thành tựu của dự án được không? Ví dụ như hiện tại bọn em đã tiếp cận được bao nhiêu nhóm đối tượng là trẻ em hay là học sinh người khuyết tật, tức là cái độ rộng của bọn em đã có những cái đo đếm được chưa? Và hiện tại cái đối tượng bọn em tiếp cận đang ở thành thị hay là bọn em đã tiếp cận được cả từ thành thị đến nông thôn rồi? Và nếu chưa thì cái vision hay là cái kế hoạch của bọn em trong vòng 1 đến 3 năm tới là gì? Dạ, em xin phép được trả lời câu hỏi của chị Bích theo chị Liên. Chị Liên theo từng từng cái câu hỏi một. Thứ nhất là về cái số lượng học sinh của bọn em ấy ạ, thì hiện tại sau suốt thì hiện tại em cái số lượng học sinh đang là 300 học sinh. Bọn em đang làm việc với tổng cộng là hai ngôi trường cấp 2, đó là trường trường Hy Vọng và ngôi trường Anh Minh.
Thì hai ngôi trường này là hai ngôi trường đang giúp bọn em đang cung cấp cho những ngôi trường này với những khóa học như khóa học tiếng Anh và khóa học và giảng dạy tin học. Đấy là hai học trọng chính. Nhưng mà trong suốt 7 năm vừa qua thì bọn em đã phục vụ được hơn với 1.000 học sinh ạ. Chị Liên có thể nhắc lại cho em cái câu hỏi tiếp theo không ạ? Câu hỏi tiếp theo của chị là hiện tại bọn em đang cái đối tượng như em vừa trả lời thì chị đã hiểu rằng là em đang tập trung ở đối tượng mà em đã lan tỏa tới là có hai trường đúng không? Dạ Hiện đúng tại ạ. là hai trường mà em kết hợp, bọn em có làm online không và những cái diện của bọn em mà tiếp cận được ấy, hiện tại là đã đến đâu rồi, ở trong thành thị hay là bao nhiêu trường ở thành thị và đã đến ra các vùng khác, vùng miền khác chưa, ví dụ nông thôn hay các vùng miền núi, và nếu chưa ấy thì kế hoạch của bọn em trong vòng 1 đến 3 năm tới là như thế nào? Dạ, thì đối với lượng học sinh hiện tại của bọn em thì hầu hết là các em nhỏ là đều là các em học trung học cơ sở, là các em cấp 2. Thì hầu hết các em thì tập trung là 80% là hoạt động tập trung là ở thành phố Hồ Chí Minh và 20% còn lại là các tỉnh lân cận, ví dụ như các tỉnh miền Tây. Thì với cái vision sắp tới của bọn em thì bọn em rất là mong, ví dụ như năm nay thì bọn em đã rất là may mắn khi là được kết hợp với trường cấp 3 để giúp cho các em học sinh cấp 2 của bọn em sau khi đã tốt nghiệp cái ngôi trường Anh Minh và hy vọng đấy sẽ được có cơ hội được đi học tiếp cấp 3. Tuy nhiên là cái số lượng đi học cấp 3 hiện tại thì do cái chi phí nó vẫn còn rất là khá là đắt đỏ nên là bọn em mới chỉ có thể cung cấp được cho 10 bạn. Thì về cái câu hỏi của chị về cái phần làm online thì bọn em cũng đã ở cái năm 2019 vừa qua, 2020 thì bọn em đã có xây dựng được hệ thống video dạy học trên YouTube, thì miễn phí cho tất cả các bạn học sinh khiếm thính có thể để các bạn có thể vào cái kênh YouTube của bọn em và các bạn có thể học được. Và bọn em có tổng cộng là hơn 300 cái video đã nằm trên online đấy, thì các bạn có thể miễn phí để có thể access được những cái tài liệu này. Ok, chị cảm ơn. Có nghĩa là em tiếp cận bằng cách rằng là với cái online này ấy, thì offline thì các em tiếp cận ở những trường mà mình đã có là đối tượng đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây. Còn đâu để ở rộng hơn thì các em đưa online. Dạ đúng rồi ạ. Cảm Nhưng ơn. mà tại vì cũng em cũng muốn chia sẻ thêm một điều nữa là tại vì cái việc làm online này có đôi lúc cũng rất là khó, tại vì trong tình hình dịch bệnh này ạ thì bọn em cũng đang rất cố gắng, bởi vì là các em học sinh khiếm thính thì ngoài cái việc là các em đã rất khó khăn trong việc học online rồi thì các em lại cũng chưa có đủ điều kiện để có thể học online nữa. Ví dụ như là có một vài em thì lại không có máy tính và một vài em thì cũng có thể là không có điện thoại nên là việc học online này nó rất là khó. Thì bọn em cũng rất cố gắng trong cái việc mà đưa những cái video này lên, chứ còn hiện tại thì bọn em đang rất cố gắng để tạo nên một cái chương trình là học trực tiếp ấy, nhưng mà nó vẫn đang hiện tại là chưa khả thi lắm. Ok, Cảm chị ơn. cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn câu hỏi của chị Liên đến từ Trai Fan Việt Nam ạ. Bây giờ thì em sẽ xin mời chị Hà, và mình cũng sẽ có, tại vì là mình cũng sẽ có một cái sắp xếp để các anh chị đều có thể lần lượt đặt câu hỏi cho các bạn ạ. Thì em xin mời bạn Hà trước ạ. Trước tiên thì xin cảm ơn bạn Hải và dự án rất là ý nghĩa của các bạn cho đối tượng là trẻ khiếm thính. Thì mình có hai câu hỏi dành cho bạn Hải. Câu hỏi thứ nhất thì mình rất là tò mò cái câu chuyện tiếp theo Khang khi mà bạn chia sẻ đầu ở phần thuyết trình ạ. Thì hiện tại bây giờ thì Khang đang như thế nào rồi và Here's Now hỗ trợ Khang tiếp tục ra sao, và mình muốn nghe thêm cái câu chuyện đó của Khang. Và cái câu hỏi thứ hai của mình đấy là theo như trong thông tin hồ sơ của các bạn thì các bạn tập trung vào dạy tiếng Anh và tin học văn phòng cho và tin học cho các bạn học sinh tại hai trường ở trong Sài Gòn, thì và cái chương trình học của bạn là theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì mình rất là tò mò là tại sao lại là hai môn này, và theo như mình biết thì hai trường kia là hai trường dạy các bạn các trẻ khiếm thính rất là nhiều, và lý do gì mà Here's Now lại lựa chọn hai cái môn học này để dạy các bạn trẻ khiếm thính, thì đấy là hai câu hỏi của mình. Dạ em cảm ơn câu hỏi của chị Hà. Thì đối với việc mà bạn Khang ấy, thì hiện tại thì tất nhiên là đối với tất cả các bạn nhỏ sau khi tốt nghiệp cấp 2 của trường bọn em thì bọn em rất muốn là sẽ theo dõi các bạn để các bạn có thể tiếp tục được đi học cấp 3, tại vì cái hồi đấy ấy, thì cái việc học cấp 3 đấy bọn em chưa thể hỗ trợ được.
Tuy nhiên là sau khi bọn em kết nối với bạn Khang thì Khang cái thời điểm bạn tốt nghiệp cấp 3 thì bạn đã là 18 tuổi rồi. Nên là sau khi đấy thì khi bọn em có reach out lại với bạn ấy để hỏi là liệu em có muốn học cấp 3 thì Khang do là hoàn cảnh gia đình không có thì bọn em chỉ có thể hỗ trợ cho bạn ấy tiền học thôi. Còn tiền đi lại rồi tiền ăn ở và tiền ở trên Sài Gòn thì nó khá là đắt. Vậy nên là cái việc mà bọn em có liên lạc lại với Khang thì gia đình bạn ấy lại không đồng ý với cái việc đi học này, tại vì một phần là do cái số tuổi của bạn ấy đã là cao so với những bạn đi học đại học bình thường, và cũng một phần nữa đi học cấp 3 bình thường, còn một phần nữa cũng là do cái hoàn cảnh gia đình như vậy. Còn về câu hỏi thứ hai vì tại sao bọn em lại chọn tiếng Anh và tin học thì theo thì như bọn em đã định nghĩa thì đối với tiếng Anh và tin học thì bọn em nghĩ đây là một cái cánh cửa mở ra thế giới và giúp trẻ em cơm biết làm chủ được tri thức. Bởi vì hiện tại những cái ngôi trường dành, ví dụ ngôi trường đại học dành riêng cho các em khiếm thính ở Việt Nam thì em nghĩ là cái hiện tại thì vẫn chưa có những cái dự án, những cái ngôi trường này, thì nó nghĩa là mình các bạn em khiếm thính thì em nghĩ là họ cần một cái ngôi trường chuyên biệt ở thời điểm hiện tại để để mình có thể trong nghĩa là song song với việc là mình giúp đỡ các em để xóa bỏ đi cái định kiến về bình đẳng giáo dục đấy, thì còn cái việc là mình phải nâng cao cái nhận thức của cộng đồng. Và thì em nghĩ là cái nhận thức của cộng đồng hiện nay về người khiếm thính thì vẫn còn đang rất hạn chế. Cho nên là cái việc mà giúp các bạn tin học thì một phần kỹ năng tin học thì có thể giúp cho các bạn đấy, tin học là một cái mà các bạn ấy không cần phải, có thể không cần phải nói thì chỉ cần là làm được thôi, thì đấy là một cái để các bạn có thể về cái định hướng nghề nghiệp của các bạn. Còn tiếng Anh thì em nghĩ là một cái cơ hội để các bạn có thể là đi du học nước ngoài và tiếp tục cái việc học cao học và đại học của các bạn. Dạ. Ok, mình cảm ơn bạn. Em cũng có nhận được một số câu hỏi ở trong box chat ở đây và cũng có một số yếu tố giống nhau nên em xin phép được đọc ạ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 thì làm thế nào để các bạn có thể tiếp tục phát triển dự án này? Một dự án mà có lẽ là chỉ nên làm được trực tiếp giữa người với người thôi. Cái yếu tố online để mà đáp ứng với tình hình dịch hiện nay. Dạ, em xin phép được trả lời câu hỏi vừa rồi. Thì trong tình hình dịch bệnh này thì bọn em cũng đã cân nhắc đến việc học online. Thì cái việc học online này nó đang khá là khó khăn do là cái thứ nhất là có một số em trong cái cộng đồng khiếm thính của bọn em thì các em ấy không có đủ hoàn cảnh để có cái cơ sở vật chất để có thể vào được những cái chương trình học online trực tiếp này. Còn nếu mà bọn em dạy với một cái phần nhỏ của những cái em còn lại mà có đủ cơ sở vật chất đấy thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là các em sẽ bị học đuổi với nhau, và khi mà cái tình hình trở lại mà các em đã có thể đi học trực tiếp ấy, thì cái việc học đuổi như vậy thì nó rất là khó. Vậy nên là bọn em cũng đã suy nghĩ đến một cái cách nữa, đó là bọn em sẽ thuê những cái bạn gia sư để giúp hỗ trợ cho các em song song với cái việc mà khi các em ở nhà thì cái bạn gia sư này sẽ dạy cho các em có thể là case by case. Thì ngoài những cái như thế thì bọn em đang nghĩ đến một việc nữa, nếu mà tình hình dịch COVID nó không được tiến triển trong năm nay ấy, thì bọn em sẽ quyết định là cho các em học chậm lại một năm. Thì song song với cái việc khi mà các em học chậm đấy thì bọn em sẽ bổ sung những cái kiến thức cho các em để các em sẵn sàng cho cái năm học tiếp theo khi mà mọi thứ trở lại bình thường. Rất là cảm ơn Hải. Ở đây còn một vài câu hỏi khác nữa thì ở trong box chat có rất là nhiều ạ, thì em xin phép là sẽ được đọc được không ạ? Từ chị Lưu Thị Thanh Lê ở Đại học Việt Nhật ạ. Mình có dự án, có hoạt động, có sáng kiến nào để người khiếm thính hội nhập tham gia nhiều hơn trong hệ thống giáo dục phổ thông hay không? Và các bạn có giúp người khiếm thính được học trong các trường phổ thông thông thường và giúp cho giáo viên, học sinh phổ thông trân trọng hòa đồng với người khiếm thính ngay trong môi trường giáo dục phổ thông? Chị Thảo chỉ có thể nhắc lại em là cái vế đầu tiên là vế đầu tiên. Có dự án, có sáng kiến nào cho người khiếm thính hội nhập nhiều hơn, tham gia nhiều hơn trong hệ thống giáo dục phổ thông hay không? Ý mình hiểu câu hỏi ở đây tức là từ cả hai phía, từ phía dự án và từ phía các bạn khiếm thính và từ phía những cái người tham gia trong hệ thống giáo dục phổ thông thông thường là các bạn học sinh và giáo viên thì có cái hành động, có cái sáng kiến nào để mọi người hội nhập với nhau, hòa nhập với nhau tốt hơn hay không? Dạ, trước hết về cái câu hỏi là làm cách nào để mình motivate những cái bạn học sinh khiếm thính, các bạn đi học cấp 3 ấy, thì trước hết là thực sự là cái điều này cũng rất khó, tại vì là ở cái năm học cấp 2 ấy, các bạn khiếm thính không giống như những người bình thường, là người bình thường có thể 14 tuổi là các bạn đã đi học lớp 9 rồi, 13 tuổi đi học lớp 8 rồi. Tuy nhiên là
cái đối với những bạn khiếm thính này thì các bạn ấy đôi lúc đi học cấp 2 các bạn đã quá tuổi rồi, nên là cái việc bọn em chỉ có thể là bọn em đưa ra những cái, bọn em sẽ nhờ những cái bạn ngôn ngữ, những cái bạn mà chuyên làm việc với những cái em tâm lý, những cái em có những cái tâm lý dễ bị tổn thương này, thì các bạn có những cái em cũng hoạt động cùng với cả trường đại học khoa học nhân văn, khoa tâm lý giáo dục ấy, để giúp nói chuyện với các em này và khuyến khích các em đi học cấp 3, cộng thêm là cái tiền học cấp 3 các em ấy sẽ còn, Rồi, rất là quan. nên là bọn em mong là các bạn ấy sẽ làm được. Còn về cái việc là các bạn giáo viên, những cái người giáo viên ở trong những ngôi trường phổ thông này, thì bọn em cũng có những cái khóa training để khuyến khích, những khóa training của bọn em hoàn toàn là miễn phí để khuyến khích cho các bạn ấy tham gia, hay là có cả những cái lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu cũng hoàn toàn miễn phí luôn, để khuyến khích các bạn ấy được hiểu thêm và được học thêm về những cái kiến thức, về những cái việc để mình có thể chăm sóc và mình có thể làm việc với những cái em nhỏ khiếm thính này ạ. Rất là cảm ơn Hải với phần chia sẻ vừa rồi và cảm ơn các câu hỏi của các anh chị ban giám khảo. Thì mình chắc là thời gian của mình đã hết rồi, nhưng mà có một câu này thì chắc là mình Hải có thể trả lời nhanh luôn cho các anh chị là cái ngôn ngữ mà các bạn sử dụng khi mà làm việc các bạn kiếm thính là ngôn ngữ nói hay ngôn ký hiệu được không ạ? Em có thể trả lời ngắn gọn. Đối với cả khi làm việc với các bạn thì các cái bạn dạy của em ấy, cái bạn dạy bình thường thì đều làm việc với cả các bạn ấy qua ngôn ngữ ký hiệu, vì các bạn đều được training ngôn ngữ ký hiệu từ trước khi các bạn ấy vào cái trường, vào khi mà bắt đầu dạy ấy, đều được trước. Ok, rất là cảm ơn Hải và rất là cảm ơn dự án Here is Now với phần chia sẻ vừa rồi.